Good evening, church. Kính chào thánh. It's good to see everyone tonight. If you will, let's get ready to pray. Today we are privileged to have Bác Thành lead us. So if you will, let's give Bác Thành a hand. Kính chào hội thánh và các con cái Chúa buổi tối hôm nay. Greetings to you, church, as God's people tonight. Chúng ta có cơ hội và vinh dự để về cầu nguyện buổi tối hôm nay. We have the opportunity as well as the privilege to gather and pray tonight. Xin mời các con cái Chúa đứng lên. You will please rise. Và xin được phép cầu nguyện. I'm going to pray before we open. Kính lạy Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Dear God, our loving Father. Con cảm tạ Chúa. We thank you, God. Cho chúng con có cơ hội dịp tiện. You give us the opportunity here today. Để chúng con quay quần dưới chân của Ngài. As we come before you, God, at your feet. And at this time, God, we invite your presence, Holy Spirit, with us. May your Holy Spirit give us fresh anointing. Thánh Linh của Chúa như dòng sông nước chảy tuôn tràn trong đời sống chúng con. May your Holy Spirit, Lord, be as a refreshing stream, Lord, that pours into our life. Xin đổ đầy tình yêu thương của Chúa trong lòng chúng con, Chúa ơi. God, fill our hearts, God, filled with your love. Để khi chúng con đến với Chúa, that when we come to you, God, chúng con nhận được sức mới từ nơi Ngài. We receive new strength from upon high. Để đời sống chúng con ảnh hưởng. That our lives will affect. Cho hội thánh và cho những người xung quanh. Our church and those around us, our neighbors. Lạy Chúa xin sức dầu trên buổi tối hôm nay. Dear God, anoint tonight. Trên ban thờ phượng. Upon the worship of the praise team. Trên mục sư Đạt và con. Upon Pastor Michael as well as myself. Và cho dân sự của Ngài nữa, Chúa ơi. And for your people as well. Con cảm tạ anh Chúa. We thank you. Con cầu nguyện. We pray. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. In the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Xin mời chúng ta mà thờ phượng Chúa. Remain standing as we worship God. Join us in singing. Open up. Open up the floodgates of heaven. Send down your rain from heaven above. From heaven above,
exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Exalted on high, I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Chúa
place tonight, God. You rule and you reign over this land, Father, and we give you our hearts, God, with hands lifted on high, singing praises to you. Holy are you, Father. We worship you in this place. To our God.
you in this place. Praises be to your name, Father, as we gather, Lord, as a church, Father, to pray, Lord God, for revival, to pray, Father, for your people, God, to hunger and thirst for you, Lord. We cry out to you tonight. Praises be to you, Father, for all this is in your name that we pray. Amen. Amen, church. You may have a seat. Tối nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho những sự thay đổi mới trong đời sống chúng ta và hội thánh của Ngài. Tonight we will pray for change, new change in our life and as well as our church. Thứ nhất chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh chiếm ngủ trong căn phòng này. First we're going to ask the Holy Spirit to fill this room. Và đầy dậy Thánh Linh trên mỗi chúng ta để chúng ta đầy cầu nguyện đầy mạnh mẽ và năng nổ. And this room will be filled with the Holy Spirit and that we would be excited to pray. Trong công vụ sứ đồ đoạn 4 câu 31. In Acts chapter 4 verse 31. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh. After they prayed, this place they were meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit. Trong đoạn này thì chúng ta liên tiếp cái đoạn của đoạn 3. We see here that this is a continuation from chapter 3. Thì chúng ta thấy Phi-a-rơ và Giăng rất giản dị. We see that Peter as well as John were very bold. Ông bất chấp sự chống đối đe dọa của nhà lãnh đạo Do Thái. They withstood the challenges that the authorities, the persecution of the authorities at that time. Vì Chúa có làm phép lạ đã chữa lành cho người què tại cửa đẹp. God made there was a miracle performed there at the gate beautiful that the paralytic was healed. Và gặp những sự bắt bớ của chính quyền. And because of that, the authorities persecuted these apostles. Và các tín hữu tại nơi đó đã xin Chúa để cho các sứ đồ một sự giản dị. And at that time, many believers in there asked the prayer to God was that they would be bold in proclaiming their faith. Để giảng đạo một cách mạnh mẽ, đầy quyền năng của Chúa. And they also asked that God would allow them also the boldness to teach. In a very bold manner as well. Được các những dấu kỳ phép lạ và các chữa lành bệnh tật. And part of that would one of the significant differences would be that there would be signs and wonders that would confirm their teaching. Sau khi họ cầu nguyện xong thì Đức Thánh Linh giáng trên họ. After they prayed, the Holy Spirit came upon them. Họ đầy dẫy quyền năng của Chúa. And they were filled with God's power. Chắc có thể đây là một cơn động đất. It's possible that this could have been an earthquake. Do đó khiến cả phòng rung động. It caused the place where which they were praying to shake. Và ai nấy được đầy dậy Thánh Linh. And everyone there was filled by the Holy Spirit with the Holy Spirit. Chúng ta biết rằng đầy dậy Thánh Linh là một mạng lệnh mà Chúa dạy chúng ta. We see here that one of the instructions that we are to be filled with the Holy Spirit. Trong Ephesians đoạn 5 câu 18. In Ephesians chapter 5 verse 18. Ông Phaolô cũng nhắc có con cái Chúa. Paul reminded God's people không được say rượu. Do not be drunk. Nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. But be filled by the Holy Spirit. Đó là một lệnh mà Chúa muốn chúng ta phải đầy dậy Thánh Linh and liên tục. That's an instruction that we are to have. Chúng ta cảm tạ Chúa. We praise God. Và điều thứ nhì chúng ta cảm tạ Chúa những điều Ngài đã làm. The second thing we're going to pray for is to thank God for what He has done. Trong gia đình. In our family. Việc làm. In our job or career. Tài chánh. Our finances. Sức khỏe. Our health. Và sự bảo vệ của Ngài. And His protection. Chúng ta hãy cảm tạ luôn luôn về mọi sự. We must continually give thanks in all circumstances. Về sự bệnh hoạn. As we pray, go through. Về những bão tố trong đời sống chúng ta. Challenges in our life. Về những đau buồn sadness, và phiền não or just, troubles that we may face. Về tất cả mọi việc này the different things that we deal with, dù tốt hay là xấu. Whether it is positive or negative. Vì sao chúng ta phải cảm tạ Chúa? Regardless what it is, we must praise God. Vì Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng của chúng ta. Because God is our Father in heaven. Ngài yêu thương chúng ta
He loves us. Dù cho chúng ta gặp rắc rối hay khó khăn trong cuộc sống. Regardless if we meet challenges in our life or if it's easy, if it's we experience joy in our life. Mà Ngài cho phép những điều đó xảy ra. And the, though the and our, and God has allowed these things to take place. Để chúng ta trải qua những sự kinh nghiệm này. So that we can experience these things. Thì chúng ta có thể biết chắc rằng. And so that we can be firm and know. Đến cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện. That at the end God will appear. Và làm lợi ích cho chúng ta. He will cause it for our benefit. Trong Tê-sa-lô-ri-ca thứ nhất đoạn 5:18. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sứ đồ Phao-lô nói rằng. The apostle Paul tells us. Trong mọi hoàn cảnh. In all circumstances. Hãy cảm tạ. Give thanks. Vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời. For this is the will. Cho anh chị em trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-su. This is the will for you in Christ Jesus. Và chúng ta qua điều thứ ba, chúng ta ăn năn và xưng tội. And the third thing is we're going to address confession and repentance. Chúng ta xưng tội cùng Chúa và xin Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta. We confess before the Lord and we ask that He will forgive us of our sins. Và hãy đồng ý với Chúa là tội lỗi chúng ta phải đáng chết và chôn với Ngài. And we agree with Him that our sins deserve death and the grave. Và chúng ta hãy xin Chúa làm sạch mọi điều gian ác của chúng ta. We ask God to cleanse us and cleanse our heart of our sins. Bằng chính huyết báo của Ngài. By the blood of Jesus. Và hãy đồng ý với Chúa rằng Ngài đã tha thứ that he has forgiven us và làm sạch mọi lỗi chúng ta. And it cleanses of all sins. Trong Ê-sai đoạn 8 câu 1. In Isaiah chapter 9, 59 verse 2. 1 câu 18 nói rằng dù tội các con đỏ như son. Though your iniquities are as red as crimson. Sẽ trở nên trắng như tuyết. Will be white as snow. Dù đỏ thắm như vải điều. Will be red as crimson. Sẽ trở nên trắng như lông chiên. All right, here we go. Isaiah 1:18. Okay, come now, let us reason together, says the Lord, that though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall be as wool. Và hãy xin Chúa cất hết mọi điều ngăn trở. Let's ask God to take all of these hindrances. Sự cầu nguyện của chúng ta. And that keeps us from praying. Sự không tha thứ. Our unforgiveness. Nói với điều này, chúng ta nghĩ rằng. Chúng ta muốn người khác tha thứ cho mình không? When we talk about unforgiveness, the question is, do you want others to forgive you? Thì chúng ta phải tha thứ cho họ. We must also be willing to forgive others. Bởi vì Chúa tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng ta. Because God has forgiven us of our sins. Khi chúng ta nói tha thứ, chúng ta phải tha thứ bằng tấm lòng của chúng ta, chứ không phải môi miệng chúng ta. When we say forgiveness, when we speak of forgiveness, we must forgive from our heart. Và điều thứ nhì là cay đắng. The second part there is bitterness. Cay đắng là cội rễ của điều ác. Bitterness has in it the root of evil. Vì bởi sự cay đắng chúng ta để trong lòng nó chiếm tấm lòng chúng ta. Because when you have bitterness it takes over your heart and your it consumes you. Chúng ta cứ suy nghĩ và chúng ta cứ lặp tới lặp lại rất nhiều trong tâm trí chúng ta. Because bitterness in it, you start thinking about that activity, that event that took place, and you begin to ruminate on it. Và điều đó nó làm chủ chúng ta mà chúng ta không biết. And it becomes our lord, and we don't even realize it. Theo lẽ Chúa làm chủ chúng ta trong tâm trí của mình. Whereas Jesus should be the lord of our life and our thinking. Thì điều cay đắng đó đã làm cho tâm trí mình bị chi phối. That bitterness it causes you to be divided. Chúa dạy chúng ta phải bỏ những sự đó. Jesus instructs us, God instructs us that we need to let go of those things. Và buồn giận. The third part is resentment. Buồn dễ sinh ra giận dữ. Of course, you can be sad, disappointed, but it can bring about resentment as well. Làm cho chúng ta khó chịu và chúng ta không có sự bình an từ nơi Ngài. It causes us to be uncomfortable and to a point where we do not have peace. Và điều nữa là chúng ta nổi loạn. And then finally, the rebellious attitude. Chúng ta nổi loạn với chính mình. We rebel in our heart. Với những người xung quanh. Against those around us. Với những người lãnh đạo. Against the leaders that are over us. Trong những điều này, Chúa dạy chúng ta phải
bỏ tất cả những ngăn trở đó. In all these things, God tells us that we need to remove these things, these hindrances from our life. Để lòng chúng ta được trong sạch đến với Chúa. That our life could be cleansed before the Lord and come before Him. Trong Isaiah 59 câu 2. In Isaiah chapter 59 verse 2. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi. But your iniquities làm xa cách mình với Đức Chúa Trời. Has separated you from God. Và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi. And your sins have hidden His face from you. Đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. So that He will not hear. Điều thứ tư. The fourth point we're going to pray for. Chúng ta hãy công bố trong đức tin là sẽ đứng với hội thánh. We're going to declare in faith to stand with the church. Trong sự cầu nguyện. In prayer. Và kiên trì cầu nguyện để thấy những bứt phá được bày tỏ. And we'll pray continually to see breakthrough. Và lời của Chúa trong Luca đoạn 8 câu 1. The instructions of in Luke chapter 18 verse 1. Chúa Giêsu phán rằng Jesus said, phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Always pray and do not give up. Chúng ta nhớ câu chuyện của Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane. Remember the story of Jesus, the account when Jesus in the Garden of Gethsemane. Chúa đưa ba các môn đồ của Ngài, thân tín của Ngài. He brought his closest disciples, the three closest to him. Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Peter, James and Jacob. Chúa nói với các môn đồ hãy ở đây và Peter, cầu nguyện rồi Chúa sẽ trở lại. I'm sorry, Peter, James. Peter and John. John. Yeah. Nhưng khi Chúa trở lại thì các môn đồ ngủ. When Jesus instructed them that they needed to pray, he went to pray at a distance, he came back and they were all asleep. Chúa hỏi với các môn đồ. And so he posed to his disciples. Sao các ngươi không tỉnh thức với ta một giờ sao? Why do you not stay up awake for me just this hour and pray? Bởi vì họ mệt mỏi trong thân xác. But because physically they were so tired. Do đó họ không có kiên trì trong sự tỉnh thức của họ. They could not continue to endure and pray. Chúng ta sống trong sự nương tựa hoàn toàn vào Chúa. We must live in a way that just relies on God. Vào Đức Chúa Trời trong mỗi phút mỗi giây trong đời sống chúng for ta. Every moment and minute of our life. Chúng ta đừng ngừng cầu nguyện chỉ trong một ngày. We must never cease to pray even for a moment. Thì chúng ta thiếu mất năng lực của Chúa. When we do so, we'll lose out on the strength that we have in God. Hãy công bố trong đức tin là ta sẽ đứng với hội thánh trong sự cầu nguyện và kiên trì cầu nguyện để thấy những bứt phá được bày tỏ. So declare in faith to stand with God and pray for your church and pray continually to see breakthrough. Và điều thứ năm, chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả mọi điều chúng ta sẽ cầu nguyện sau đây thuận theo ý muốn tốt lành của Chúa. The fifth point is we're going to ask the Lord that everything we're about to pray will be according to His will. Và bởi đức tin chúng ta quả quyết tuyên bố để nhận mọi điều chúng ta đã cầu xin. And that by faith we have confidence to receive everything that we will pray for. Khi chúng ta có lòng trong sạch, when we have a pure heart, thì chúng ta mạnh mẽ đến với Chúa. We can confidently approach Him in prayer. Và cầu xin nếu có tội lỗi nào còn giấu kín thì chúng ta phải đến với Chúa và xưng nó ra. And so when we approach God, we must come before Him. And if there's any sin in our life, we must confess it so that we can stand righteously before Him. Với lòng dạn dĩ mà cầu xin Ngài. And so we can confidently come before Him to ask for these things. Do đó Chúa cho chúng ta một chìa khóa là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Therefore, you see here there is a key for us to grow and stand in faith. Mà cầu xin bất cứ việc gì thì Ngài nghe lời cầu xin của chúng ta. For whatever we ask, the Lord will hear it. Mặc dầu có thể Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin ngay lập tức. Regardless if whether it is God will answer our prayer and give it what we want, what we need immediately. Nhưng chúng ta cũng có thể chắc rằng mình sẽ nhận nó. But we can be confident that we will receive it. Như thế chúng ta có thể coi như mình đã nhận nó rồi. So then we can believe that we have received it already. Trong thời gian thứ nhất 5:14-15. In 1 John chapter 5 verse 14 and 15. Sứ đồ Giăng nói rằng này là điều chúng ta giảng dĩ ở trước mặt Chúa. The Apostle John tells us this is the confidence we have in approaching God. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài, that if we ask for anything, mà cầu xin việc gì, and according to His will, thì Ngài nghe chúng ta. He will hear us. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, and if we know that He hears us, Ngài cũng nghe chúng ta. Whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. We know that we will receive it. Đó là một ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. And that is a blessing that the Lord has given us. Và điều thứ sáu. The sixth point we're going to pray for. Chúng ta trong danh Chúa Giêsu chúng ta hãy rủa xả tất cả những sự tấn công của ma quỷ.
In the name of Jesus, rebuke all of Satan's attacks. Trên gia đình và hội thánh của chúng ta. On our family as well as our church. Chúng ta rửa sạch những sự cám dỗ. We rebuke all temptations. Và tội lỗi ma quỷ. And Satan's and sins that Satan. Dùng để làm chúng ta giáp phạm trong đức tin. We want to rebuke all temptations and sins that Satan used to cause people to stumble in their faith. Do đó chúng ta phải lấy uy quyền mà chúng ta rửa sạch những điều này. And so therefore we must take the authority and we must rebuke it. Trong đời sống cá nhân của mình. In our personal life. Cũng như trong hội thánh. As well as in our church. Và chúng ta rửa sạch tất cả những sự nói hành. And we rebuke all gossip. Ma quỷ dùng để phá đổ sự hiệp một của hội thánh và gia đình. Satan can use to try to destroy families or the church. Đây là một nọc độc rất là ghê gớm. This is a dangerous poison or venom. Chúng ta cần phải hủy diệt nó từng gốc. We must discard of it quickly. Và điều thứ ba, rửa sạch tất cả những lối suy nghĩ sai lầm. We must rebuke all wrong or negative mindsets. Và tiêu cực. Ma quỷ dùng để đem con dân Chúa ra khỏi chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời. These are the thinking that Satan tries to use to take people out of God's great plan. Đôi khi ma quỷ dùng những điều hiểu lầm để mà làm cái điều đó ra khỏi con dân Chúa. Oftentimes the Satan or the enemy can use misunderstanding and cause problems between brothers and sisters. Chúng ta cần phải hiệp lại và chúng ta cần phải phá đổ những điều đó. In those situations we must unite and be together and work together to break through that that attack of the devil. Chúng ta không chống lại con người xác thịt của anh chị em mình. We do not resist, we do not need to resist against our sister, brothers and sisters here. Nhưng có một cái linh đằng sau xúi dục làm điều đó. There is a spirit behind it that is doing it. Do đó chúng ta phải mạnh mẽ vì bởi vì Chúa đã chiến thắng. Therefore we must confidently and because we know that Jesus has already overcome. Chúa cho ban, Chúa cho chúng ta một uy quyền để chúng ta giày đạp rắn và bò cạp. He's given us the authority to step on snakes and scorpions in that regard. Ephesians đoạn 6 câu 12. Ephesians chapter 6 verse 12. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết. For our struggle is not against flesh or and blood. Bèn là cùng chủ quyền. But against rulers. Cùng thế lực. Against the authority, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, the powers of the dark world, cùng các thần dữ ở miền trên trời vậy. And against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Trong câu này chúng ta thấy rằng Chúa ban cho chúng ta chủ quyền để đánh trận. In this verse here we see that God has given us the authority and the right to wage war against the enemy. Bởi vì Chúa đã cho chúng ta điều đó. And because he's given us these things. Và điều cuối cùng chúng ta hãy chúc phước cho hội thánh Chúa. And finally we must bless the church. Với tất cả những tự do tâm linh mà Chúa ban cho chúng ta. Let's bless our church with Christ which is all the confidence and freedom that we can give. Chúng ta chúc phước cho hội thánh. We bless the church. Tràn đầy tình yêu thương của Chúa Giêsu. Filled with the love of Jesus. Xin Chúa đổ đầy chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ trong đời sống hàng ngày. May the Lord pour his on us in every moment and every instance in our life. Để chúng ta yêu thương những người xung quanh như chính mình. And that we would love our neighbors as ourselves. Từ bỏ cái tôi của mình. We set aside the ourself. Đóng đinh nó trên thập tự giá mỗi ngày với Chúa. We set ourselves onto the cross daily. Để tình yêu thương của Chúa chan chứa qua chúng ta. That God's love, Christ's love, could flow through us. Và giữ sự cam kết. And we can hold on to the commitment that we have. Sự cam kết này rất quan trọng. This commitment here is very important. Trong đời sống của người tín hữu. In the life of a believer. Chúng ta cam kết yêu thương lẫn nhau. We commit to loving one another. Chúng ta cam kết trong đời sống vợ chồng. We commit to one for husband and wife, commit to one another. Commit chung thủy và giữ gìn gia đình của mình hạnh phúc. We commit to being to loving that person alone as well as the love in the family. Và cam kết đứng với hội thánh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. And we commit to standing together with our church regardless of the circumstances we may face. Dù giông tố hay là thịnh vượng, chúng ta vẫn cam kết với nhau. Regardless if there are good things or the tough things that are going on around the church, we commit to one another. Và trung tín trong sự kêu gọi. And then we're faithful to our call. Sự trung tín đòi hỏi chúng ta phải có sự chịu đựng và kiên nhẫn. Faithfulness requires that we must endure as well as be patient. Đó là trái của Thánh Linh. That is the fruit of the Spirit.
Nếu chúng ta trung tín trong mọi mặt trong đời sống của mình, when we are faithful in every aspect of our life, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều cao quý hơn. And the Lord will give us greater things. Chúa đặt để chúng ta trong cái vai trò ở trong hội thánh. God has placed us in the role in the church. Mỗi người mỗi việc. Each of us, each every person has a role, a responsibility. Chúa đặt chúng ta trong mọi cái trụ trong nhà của Ngài. He has set us in key areas in the church. Để chúng ta làm tròn những nhiệm vụ mà Chúa giao so giao cho that chúng ta. We can complete the task that is needed before us. Dù việc nhỏ việc lớn, chúng ta phải trung tín với Chúa. Regardless if it is a big job or an unnoticeable one, we must be faithful to God. Cho tới thời điểm Chúa cất nhắc chúng ta lên. Until the time in which God takes us. Và đức tin. And let's talk about faith. Đức tin chúng ta phải mạnh mẽ trong Chúa. Our faith must be strong in the Lord. Mặc dù chúng ta không thấy đức tin, nhưng mà Chúa phải đòi hỏi chúng ta trong sự đức tin của mình. Though we cannot see faith at times where God requires faith of us. Trong Hebrew đoạn 11 nói rằng đức tin là điều chắc chắn những điều mình không trông thấy. Hebrews is tells us 11 tells us is faith is. Và bằng cớ những điều mình trông mong. Faith is the evidence of things unknown and the faith is the evidence of things unknown and I am so sorry. 11. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi đứng đây để làm chứng về những điều mà Chúa cho tôi. I thank God that I can be here to witness about the things that the Lord has given me. Lòng tôi ước ao để năm nay để đi chuyến Cà Mau, đi Việt Nam về chuyến Cà Mau. My heart's desire is to be able to go on the trip to Cà Mau in Vietnam at the end of this year. Khi nghe các tôi tới Chúa cũng như các con cái Chúa hồi năm ngoái đi về thuật lại những điều Chúa làm ở Cà Mau. When I heard the testimonies of the pastors as well as the brothers and sisters that went with him this past year. Tôi cầu nguyện và lấy đức tin. I prayed in faith. Và công bố năm nay con sẽ đi. And I declared that this year I'm going to go. Con biết rằng thời điểm Chúa sẽ cho con. I know that there's God at that moment you'll let me go. Con xin Chúa ba điều. And I ask God three things. Thứ nhất, Chúa ban cho con sự bình an. First, you'll give me a peace. Thứ nhì, Chúa cho con một cái dấu hiệu. Secondly, you'll give me a sign. Mà dấu đó từ Chúa ban cho. And that sign can only come from you, God. Đó là Chúa sẽ tiếp trợ cho con một vé máy bay trọn vẹn. That you will provide for me, and that sign will be that you will provide for me a plane ticket. Và điều thứ ba, Chúa cho nhà con được sự bình an và Chúa bảo vệ nhà con. And thirdly, that my husband, that you will watch over and protect him. Dù có chuyện gì xảy ra, xin dạy xảy ra trước khi con đi và sau khi con đi. If there's anything that would take place with him, let it happen before I leave or after I leave. Tôi cầu nguyện thì Chúa ban cho tôi sự bình an. And I pray that God will give me peace. Và Chúa cho nhà tôi có sức khỏe. And he gave my husband health. Và Chúa cho một con cái Chúa đã tiếp trợ một vé máy bay cho tôi. And a brother and a believer actually sponsored me a ticket to go to Vietnam. Điều này tôi nói lên tôi cảm tạ Chúa khi mà lòng ước ao và đức tin của mình mạnh mẽ trong Chúa thì những điều mình cầu xin Chúa sẽ cho mình. I speak of here when you talk about when you mesh together faith as well as the desire to see God do something and you see God answer these prayers. Các anh chị em ơi, my brothers and sisters, chúng ta phải sống bằng đức tin. We must live by faith. Chúng ta không nhìn mắt trần của mình. We cannot just look at it with our eyes alone. Chúng ta nhìn một cảnh tượng trên thiên đàng là nơi Chúa dành sẵn cho chúng ta. We look up to heaven, a place in which God has already prepared for us. Để khi chúng ta về nhà Chúa trên thiên đàng, so when we go to him, thì phần thưởng của chúng ta ở trên thiên đàng rất là lớn lắm. Then our reward will be great. Và điều chúng ta cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho hội thánh tràn đầy lời nói khích lệ và sự hiệp một trong Chúa. And we're going to pray that our church will be filled with words of encouragement. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có môi miệng của người dạy dỗ. May God give us the words of one who instructs very well. Môi miệng của người khích lệ nâng đỡ. The words of those who would encourage and help others. Và sự khích lệ hiệp một trong hội thánh của chúng ta. And to be those who would encourage and lift others up. Xin Chúa chúc phước cho mọi người ở trong hội thánh được biến đổi tâm trí bởi năng quyền
của lời Kinh Thánh. Let's pray also that God will bless the church with a transformation mindset with God's word. Chỉ có lời của Chúa mới biến đổi tâm trí của chúng ta. Only God's word can transform our life. Cầu xin Chúa giúp đỡ để hội Thánh Chúa đầy dẫy. May God help us as the holy as our church will be filled. Những người trưởng thành để đứng lên lo công việc nhà Chúa. Filled with mature believers who will rise up to take care of the work of the Lord. Để chúng ta nhìn một cái nhìn mới mẻ hơn. So that we can have a new perspective on things. Tươi mới hơn. In a fresh way of seeing things. Để sự thay đổi mạnh mẽ trong can take hội thánh của Ngài. And there will be a great move of God and confident move here in our church. Trong những ngày sắp tới. In the coming days. Giờ này chúng ta sẽ chia ra một group ba nhóm. At this time, we're going to gather into groups of threes. Mời các con cái Chúa đứng tiến lên để chúng ta cầu nguyện tối nay. The church, if you will please rise, we'll pray together tonight. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tôi tới Chúa mục sư ông bà mục sư Khánh. We're going to pray for our pastor and Miss Jennifer. Đang ở bên Germany để hầu việc Chúa. They're in Germany for revival conference over there. Ông sẽ chia sẻ vào huấn luyện cũng như là giảng dạy. He's preaching as well as teaching in workshops over there. Xin Chúa thêm sức khỏe cho họ. May God give them more strength. Cũng như Chúa sức dầu cho họ. That God will anoint them as well. Cũng nhớ tới mục sư Frank Douglas đồng công với tôi tới Chúa tại nơi đó. And also that God will be with Pastor Brent Douglas who's over there. Nhớ đến mục sư Đạt và Khương Hoàng sẽ thông dịch trong thứ nhật. Remember Pastor Michael as well as Brother Khương Hoàng who would translate or interpret this Sunday. Xin sự sức dầu Chúa trên tôi tới Chúa chia sẻ sứ điệp thứ nhật này. May God's anointing be upon them. Và cũng nhớ đến đại hội năm nay October. And let's remember the revival conference in October, the 5th to the 9th. Yes, xin Chúa ban phước trên các diễn giả. May God be with our guest speakers. Và nhất là tài chánh. Especially the finances. Cũng như ban tổ chức đầy ơn của Ngài. As well as the coordinating team as they are filled with the favor and blessing to coordinate it this year. Bây giờ chúng ta đến trong sự cầu nguyện. Let's come together in prayer. Xin mời các con cái Chúa tiến lên. I want to ask the church if you will please come forward. Và cầu nguyện trong những điểm này. Okay, let's pray. Chúng ta chia ra một group ở bên đây. If you will just đây và bên kia một group bên đây. Oh, yeah. We're going to have three groups total yeah. in this place. One group over here, one group back there, then one group over here. So you'll just choose your areas. One, two, three. Group thứ nhất sẽ cầu nguyện điều một, điều hai và điều ba. This first group over here, you're going to pray for one, two, and three. Group thứ hai cầu nguyện điều bốn, năm, sáu. Group number two, you're going to pray for four, five, six. Và group thứ ba cầu nguyện điều bảy, điều tám, điều chín. And 18, 19 đó là mục sư Khánh, Germany, mục sư Đạt và đại hội. And group 3 you're going to pray for 7, 8 and 9 and 8 and 9 is with praying for Pastor Khan and Jennifer, Miss Jennifer over in Germany and Europe and 9 will be praying for Pastor Michael as well as brother Henry who will be translating or interpreting for Pastor Michael this weekend. Let's go ahead and pray together. While you pray, I'm going to pray in English. Okay. While you all pray, I'm going to pray in English. Trong lúc quý vị anh em đang cầu nguyện chung nhau, tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện ở trên đây. Rồi quý vị cầu nguyện cho điểm thì tôi cũng cầu nguyện cho điểm, nhưng mà tôi sẽ cầu nguyện bằng tiếng Việt, tiếng Anh. Xin lỗi, tôi cầu nguyện bằng tiếng Việt không được, nó hơi khó. Nhưng mà anh em đây chúng ta sẽ cầu nguyện và sau đó tôi sẽ kết thúc. Dear God, Lord, we thank you, God. We ask, Holy Spirit, Lord, that you will fill up this room and give us the excitement to pray, God. We know that we must continue to pray continually. We must continue to pray, God, Lord, without ceasing, God. And we ask, God, Lord, that you would direct our hearts to you, God. Lord, as the believers prayed in Acts chapter 4, verse 31, God, that place shook, God, Lord, and it is our desire one day, God, Lord, that we will experience, God, the visitation, God, in a way that manifests in the shaking of our building, God. We know that it takes a lot to shake. So whatever it is that causes things to shake, Lord, we know, Lord, that you have that ability. We know, Lord, that the ground shook when Jesus
was on the cross, God, and at a point there, God, and also that your work, you have the ability, God, to move mountains, God. So, Lord, we, in our faith, God, Lord, ask, Lord, that you would show yourself, Holy Spirit, that you'll draw near to us, God. And, Lord, help us to pray, God, Lord, with expediency as well as fervency, God, so that our, Lord, that to speak about the things, God, Lord, that you are doing, God. Lord, we thank you, God, for the things that you've done. Lord, I thank you, God, Lord, for my family, God. I thank you, God, for my wonderful wife, Lord, for my children, God. And, Lord, I thank you for their health, God. Lord, I thank you, Lord, that even when we are physically tired, Lord, that you give us strength, Lord, you renew us day and day. Lord, we know, Lord, that regardless, God, of whatever takes place, God, Lord, that you have our heart and our life in your hands, God. And, Lord, we know, Lord, that we are invincible until it's time that you call us. And so, Lord, we ask, God, and we thank you, God. We're so grateful, God, Lord, for our health. We're so grateful, God, for the family you give us, God. I thank you, God, for the opportunity, Lord, in job and career, God, in our finances, health, and protection, God. I pray, Lord, for our members here, God, Lord, that in each aspect, Lord, first of that family, God, Lord, you will cause, God, continue blessings, God, upon those who serve, God. Lord, let VBC not be the church, God, that says, that causes families, God, to be, to not be able to grow together. But, Lord, our church will be a church, God, in which people, husbands and wives, God, will continue to grow together because they have your word and your spirit, God. We ask, Lord, Holy Spirit, Lord, that you will help us, God, as husbands, Lord, to lead our family, God, with humility, God, as well as the wisdom that can only come upon high. We ask, God, that you'll bless our men, God, with the confidence to speak at the right time, God. Lord, that you cause our men, God, to experience a revival, Lord, that will cause our life to change, Lord, to take over the headship in our family in a way, God, that will bring about change, not only, Lord, in ourselves, but with our spouse, as well as our children, God. We know, Lord, that this is a great responsibility, God, Lord, and Lord, where we have failed, we ask for your forgiveness, God, Lord, and now, God, bring us new again, Lord, that we will raise up at VBC, God, that VBC would be a church that is known for great men, men who speak Vietnamese, English, Spanish, whatever languages that may be out there, God, let the men speak, God, of the wisdom that comes from God and not just our very own wisdom, God. We thank you. Lord, we pray, God, Lord, that our family, God, will be a place of peace and rest. God, just as we witnessed the wedding ceremony very recently, God, in which we are reminded again that it is the home in which you have given for to establish peace, God. It is our commitment again and again, God, to make our home a place of peace, God, not a place of criticism of one another, not a place of just exacerbating our children and causing them to be frustrated, Lord, not as a way of lording over our children or our wife or our husband, God, in a way that mistreats them, God, but a place of peace so that our children can feel confident, so that our spouses can feel confident, and when they're speaking, that they're not condemned, God, Lord, or that they have a freedom to speak so that, Lord, they can share their part and take part in the things that you're doing. Lord, I pray, God, our homes will be a place that will raise great men and women of God. Lord, that our home will be a place in which our sons and daughters will be raised up, Lord, to walk and stand confidently, Lord. They will fear God. They will work. They will act appropriately before the authorities, but also, God, they will be contributors to society, God. We thank you, Lord. And, Lord, we thank you, Lord, for the finances you give us. I pray, God, Lord, that you will continue to give us wisdom and favor with the finances, God, in our own family. Lord, I pray for our members, Lord, where the business owners, God, Lord, that you will cause their businesses to grow, God. For we know, Lord, when they are faithful, God, and when they are true to their skills and their abilities, that they do it well, God. They not only offer a good product, God, but the finance they receive, they give back to the church, or they give back, God, to the ministries that take place. And so, Lord, we ask, Lord, that you'll bless them, God. And Lord, we pray for employees, God. We pray for our people, Lord, to do well at work, to where they will experience raises, where they will be able, God, to, Lord, get jobs that causes them to be paid even more, a lot more than what they believe, God. People, God, Lord, who are requesting 20% increase in their annual income, God, and will see it. Lord, I pray, God, Lord, VBC will be a church of people who favorably get raises, God, percentage-wise more than other places, God. Lord, I pray for that favor from our church, God. I pray that it is among our people as well as they, Lord, where they see the opportunity, they will stand in the opportunities, God, Lord, and they would experience increase in finance. I pray for this as a place of health as well, God. Lord, that the health of our church, we thank you. We're so grateful for your protection, God. Lord, now, Lord, we confess, God, before you, God, that our sins, God, and Lord, as our brothers and sisters, God, confessing their sins, God, Lord, we ask that for your forgiveness, God. We thank you, Lord, that, Lord, as you know, our heart's desire, Lord, is to come before you.
God, our desire, Lord, is to be bare and broken before you, God. And Lord, though our sins deserve death, God, Lord, and the grave, God, Lord Jesus, your blood shed upon the cross, God, and for our behalf, God, allows us to call in the name of Jesus for forgiveness. So Lord Jesus, as we ask before you to forgive us, and not only to forgive us, but to cleanse us from our sins, God, and set us on the path unto the road, the narrow road in which you have called us to do. God, help us to walk faithfully and fervently in it, God. And we ask, Lord, that you can help, that you will remove the things that would hinder us from our prayer, God. If, Lord, in us there is unforgiveness, bitterness, resentment, or a rebellious attitude, I pray right now in the name of Jesus that, Holy Spirit, you're the Spirit of truth, and that you will bring that about, that you will cause us, God, Lord, to see the areas in which, Lord, we have left open for the devil to work. And, Lord, we ask, Lord, that if we bind the work of the devil right now in the name of Jesus, we cast it out, we renounce these things in the name of Jesus, God, that as my brothers and sisters do the same, Lord, that you will cleanse them, Lord, and clear them of the accusation of the devil. Lord, we thank you, God. Lord, we stand in faith today, God, with our church, God, with one another, saying, God, Lord, that we're going to continue to pray for breakthrough, God, as we have been praying, God, for VBC to move forward, God. Lord, we just don't want just small changes, God, Lord, better service, or just a few more people in our church, God. But we're praying for a significant increase in, Lord, new believers in our church, God. We're not praying just for transfers, God. What we're praying for is significant salvation take place at our church, God. We ask, Lord, that you will watch over us, God. You will cause VBC to be a place of stirring, God. The stirring of the Holy Spirit's work, God, so that even as people, Lord, are stepping into the parking lot, God, Lord, that there's an excitement from that place, God. That, Lord, they are excited, God, to enter into this place, God. We pray, God, that VBC, Lord, will be a place, God, Lord, that they'll experience a breakthrough from place to place, God, Lord. And we pray for breakthrough, God, Lord, in our language barrier, God, Lord. We pray, God, Lord, and we thank you for the resolution that you've helped us at Hub Leaders, God, to decide on how to move forward with the church. But, Lord, we pray for breakthrough, God. And, Lord, among our brothers and sisters, God, if there is broken relationship through each against each other, I pray for a breakthrough, God. Lord, that one would step up to the other, God, to help them, God. Lord, to one to ask forgiveness over the other, God. I pray, God. I pray for breakthrough, God, where there's staleness. There's moments in our life, God, Lord, where we have given in to, God, maybe the troubles of our family or the troubles of our personal life, or whether it is we've been waiting so long, God, Lord, that some have given up. I pray right now in the name of Jesus that our men and women, our children will rise again, that we will not give up, but they will rise again, and through this prayer that we are brought back again. God, I pray that as our prayers are being sent out, Lord, that our members, God, hear these prayers, God, that, Lord, that your angels, God, are coming to minister to them. We thank you, God. We pray for a breakthrough, God. We pray, God, Lord, that VBC will break through, God, the numbers, God, from 3, 4, 5, 6, 7, 8, God, Lord. Lord, that numbers, God, of committed people, God. We're not just talking about the crowd, but we're talking about people that will come, God, and cause change, God. We know that there are over 100 people that serve, God, in over 200 positions, God, meaning, Lord, that we are short, Lord, of believers, God, Lord, to serve. So, Lord, we pray for the breakthrough of people stepping in, God. No longer will we hear, God, of people not having anything to do, but in fact that they will step into the things, God, that you have for them. God, we pray for breakthrough, God, Lord, of lives, God. Lord, of people wanting to see change, or people wanting to see, God, the victory in their life, God, but not seen it in years, God. We pray that VBC will be a place of breakthrough, God. Lord, we ask, God, Lord, that everything we're about to pray will be according to your will, and that in faith that we will have the confidence to receive everything we pray for. It is my prayer, God, that as we declare, God, Lord, that these are the things that you have intended for us as believers and as the church, God. Lord, as we rise up to pray, God, Lord, that you will hear our prayers, God. Lord, not only that you will hear, God, but you will cause heaven, God, to move on our behalf. That we know, Lord, that you respond to our prayers through your angels. So, God, Lord, as we are lifting up prayers, God, Lord, that you will cause your angels to work on our behalf, God. We thank you, God. We thank you, God. Lord, we ask, God, in the name of Jesus, right now, we rebuke Satan's attack on our family and our church members. We rebuke the temptation and sins that Satan may cause to cause people to stumble in their faith. We say that whether it is the youth who is coming to know Christ, but yet he's being or she's being tempted by the world or by sinful nature or by just by a temptation of fact, God, I say in the name of Jesus right now, I rebuke the temptation that the devil may bring about. I rebuke the temptation that would cause infidelity. I rebuke the temptation that may come about and that will cause disunity.
I rebuke the temptation that will cause people to be slothful. I rebuke the temptation that will cause people to rely on themselves or to cheat on their finances right now in the name of Jesus. I say that in there. I rebuke the gossip that Satan may try to cause. We know that gossip is the big thing among people, for somehow the tongue begins. And we know that James reminds us that the tongue can start a fire. And so we say right now in the name of Jesus that the devil has no right, but that we are the masters of our tongue, and that when we speak, blessings come about. And so I say right now, I rebuke the work of the devil to cause our tongue to be an instrument for the devil. But we say that our tongue will be an instrument for good in the name of Jesus. We rebuke all wrong and negative mindsets that Satan tries to use to take people out of God's great plan, whether it is to speak negatively against them or whether to cause them to be discouraged so that they give up and they give up on the track that you have for them, God. We say right now in the name of Jesus that the devil, as he is trying to deceive, but he will be found out, he will be exposed in the name of Jesus. I rebuke those mindsets right now in the name of Jesus. And Lord, now, God, I ask for your blessing in the name of Jesus, that you'll bless our family and our church with all spiritual freedom, Lord. We ask for blessings, God, over our church members, God. That, Lord, do you bless our members, God, with your love, God. Your love in a way, Lord, that will cause people, Lord, to experience, God, Lord, what it is, God, to live in that calling, God. We thank you, God. We bless the church, God, with unity and words of encouragement and love. Let VBC, let our members be a place in which people are constantly encouraging one another, God. Not just words for lip service, God, but we know how to speak life into people, Lord. For we know that words can cause people to be discouraged or to bring them life. So we pray in the name of Jesus, Lord, that our words be used, God, Lord, to encourage one another, God. We also pray for blessing and unity, God, and for a transformation mindset. Lord, in Romans chapter 8, we're reminded, God, Lord, and chapter 12 as well, Lord, that we must change the way we think and the way that we perceive things. So we ask, God, that you will help us to change the way that we see things, God, Lord, and Lord, that we will see things your way. We thank you, God. We thank you, God. Lord, we lift up Musikan as well as Kohan, God, as they are in Europe now, Lord. And after today, tomorrow, Musu will speak one more time, God, Wednesday morning. And our following, he would also do evangelism and special services, God, Lord, at other churches in the area, God. So, Lord, I ask, Holy Spirit, Lord, that your peace will rest on them, that your power, God, Lord, will manifest through them, God. As Musu speaks or prays or speaks life into someone or she's counseling someone, Lord, I pray for words, God, Lord, that are like fire, Lord, that just when someone hears it, God, Lord, it captures them in a way that confirms their heart, God. I pray the same way that our believers here, God, Lord, that as they go about their work this week, God, Lord, that they will have that same, God, fire, God, that when they speak to people, God, Lord, will receive it, God, and will be changed by it, Lord. We thank you, God. And Lord, we bless you, God, Lord, and we also ask, God, Lord, that you'll be with our Sunday service, God, for the 9 o'clock as well as the 11 a.m. services, God. I ask, Lord, that you'll be with me as I deliver the message, God, Lord. May those words be to encourage, but also, God, to clarify and to send people, God, towards the direction, God, Lord, that changes their life, God. And I pray and I bless Ankun Wang, God, Lord, that bless him, God, for the time that he puts into it. I ask, Lord, that you give him clarity, that you give him quickness, Lord, that you give him, God, conciseness, God, into that translation as well. We also pray, God, for every one of, Lord, our Dream Team members who will be involved, God, in our services, God, from now, God, to our weekend services, God. We pray that you'll bless him, God, as they take on some, take 3, 4, 5 different roles, God. I pray, God, for your peace on them. Lord, that you will give them health. Lord, that you will bless their family, that you open opportunities for them, God. Lord, for greater your thoughts for them then, Lord, for the thoughts that we would have for ourselves. And so, Lord, we lift up BBC to you, God. Lord, that as we pray for change in our own life, God, the change will take place around us as well. Lord, as we are blessed, God, Lord, so will Houston be blessed, God. As we are blessed, so our city will be blessed. As we are blessed, Lord, so will our country be blessed, God. And as we are blessed, God, Lord, the surrounding countries around us, God, will be blessed, God. Because great is our God, for we believe in such God. So we ask, Lord, that you would do a great thing, God, and we thank you, God. We thank you, God. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì tối hôm nay chúng con có thể đến đây để thờ phượng Ngài và cầu nguyện, cầu xin, cầu thay, cầu thay cho hội thánh của chúng con, cho anh em chúng con, hội thánh của chúng con, mục sư của chúng con, xin Ngài, Thánh Linh Ngài làm việc trên mọi chúng con và lên làm việc trên anh em chúng con trong lúc đi về hoặc đi làm ngày mai, đi học làm công việc của họ, thì chúc ban phước trên họ để họ chúc để trong những việc mà họ làm thì chúc phước mọi người và khiến cho những người nghe được khích lệ. Chúng con cảm ơn Chúa. Lord, cause the lives of those in here, God, as they go home and go about their business, God, to bless those around us. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là thành tín và chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài hiện diện và Ngài vẫn làm việc ở giữa chúng con đây. Và chúng con xin dâng những lời chúng con cầu nguyện đây cho danh Chúa Jesus Christ, con chúng con cầu nguyện. Amen, God. And these things we pray. Amen. Amen. Amen.
Thank you all. Cảm ơn Bác Thành for sharing. We are so grateful that you join us for prayer tonight. May God bless you. Chúng tôi cầu xin Chúa sẽ ban phước trên quý vị. Chúng con thật là một cái vinh dự có thể cầu nguyện chung với anh em tại đây. We pray that everyone as you go home, that you will go home and drive in peace. May God's peace be with you. God bless you.